嘿，哦呼呼！Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của UpJenny và hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một cái map nhỏ nhỏ. Thì xin lỗi vì vài ngày qua mình đã không ra video đều đặn. Thì do mình với cả team đi du lịch đó, đi qua Singapore thấy. Đây, tại những hôm đó mình chỉ có thể ra được những video chôn núp và đồ, nhưng mà cách 2 ngày ra một video cơ. Nó rất là lâu thì mình mong mấy bạn thông cảm và... Ok, thì hôm nay mình đã quay trở lại rồi. Thì mình sẽ mang đến cho bạn một cái map khá là vui nhộn. Cái map này mình đã thấy đang TDM chơi rất là lâu. Cái map này nó giống như cái trò chơi nho nhỏ mà các bạn hay chơi trên điện thoại hay gì đó. Mà ngày xưa nó sẽ có những cái... thằng dân làng nè, nó sẽ có những cái xe chạy ngang đây, chạy ngang bên này. Rồi mình sẽ đi ngang qua đó mà không bị nó cán không? Rồi. Ok, mình các bạn có thấy rồi các bạn sẽ không thấy được cái mắt của mình. Rồi sợ bạn không thấy mắt mình thôi. Rồi. Đấy, từ từ để mình chỉnh lại. Ok. Rồi. Chúng ta cùng bắt đầu thôi ha. Ok, trước khi bắt đầu chứ thì các bạn đừng quên để lại cho mình một like, share video và nhấn vào cái nút đăng ký ở đâu đó phía bên này, nút đăng ký và nút vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký. Thì các bạn sẽ được nhận được những video, được thông báo từ những video mới nhất mà mình đăng lên mỗi ngày luôn. Ok, các bạn có 7 giây, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, nhấn. Ok, ta cùng bắt đầu free gift à? Free gift là cái gì? Free gift room à? Cross Zero nè, bài map người ta là Cross Zero Version 3 Minecraft Edition. Cái map này tên là vậy thôi, map này tên ở phần đầu thôi. Character Room, chúng ta được chọn tướng à, chọn nhân vật. Ok, thằng nhân vật chúng ta sẽ nhìn Sida này đó. Ok, Sida, ôi, ok, thôi kệ đi, và pep vô game mode thành bên update. Ok, cái map nó sẽ bắt đầu vào một go. Nếu mà bạn đang quay phim thấy trời ơi, đi nhanh quá men. Racing Boy, trời ơi, mấy thằng dân làng Racing Boy này xuống rồi. Ây da, trời ơi, lát đét ổ trời. Hello. Nếu bạn nào đi đường ở Sài Gòn thì các bạn có thể sử dụng tay giơ lên trên trời để các bạn có thể mấy thanh niên kia có thể thấy các bạn mà né. Nhưng mà ở đây chắc là mấy thanh niên kia mù đường rồi, mấy chỉ nhìn thẳng thôi. Hey, quê, ow. Ủa sao lụm được này? No. Thôi khỏi đi. Các bạn chúng ta đã lụm được rồi. Tự nhiên mình đặt vô chứ mình. Hey, mình chạy lại đây anh thôi à? Ui rồi ôi, sao mới lụm được? Ok. Ủa, làm sao đi được đường qua này? Có đường nào qua không nhỉ? Ủa, không tu qua. Sao đường nào cũng có? Kiểu sao được đường nào cũng có cái này? Ui trời ơi, đường nào cũng có cái này sao mà qua nhỉ? Từ, bây giờ mình phải quay lại cái đoạn này. Nó sẽ có một cái đường qua ở đâu đấy ơi. Đường qua đâu đây? Đây. Đây là cái đường qua rồi. Rồi. Nó tút mình kia luôn đấy. Ta sẽ đi đường này. Cần gì qua đường đó, chúng ta để đi đường này, ta chạy qua cái đường bên kia. Ôi mẹ ơi, này hơi đông á. Đâu á. Hay á. Ui. Wow, yahoo. Hey. A. Ui. Có một thanh niên nó cán thẳng mặt mình luôn men. Ây da. Really? Hê. Sao mà lấy? Hey, anh đây. Ủa, lụm chưa vậy? Vậy lụm rồi đúng không? Ok, ở bên kia nó có một cái nữa. Ok, chúng ta sẽ chạy sang bên kia phía bên này. No. Ngay phía bên kia. Ủa phải lùm lại không? Vấn đề có phải lùm lại không? Ây da, rồi lùm được rồi,
Được rồi. Hồi nãy chạy ngang tới đây rồi, vừa mới thêm tí xíu. Nè! Nè! À! Vãi! Mấy con tàu. Oh yeah, oh yeah. Ok, chạy ngược lại, ngược lại. Ok, ở đây có gì đây? Có gì đây vậy? À đây, đây kia rồi, kia rồi, kia rồi, kia rồi, thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Tìm hoài để thấy. Qua đây. Chúng ta chỉ cần lấy cái này và chúng ta chạy ngay sang kia rồi. Ui, hơi, hơi dạ. Ha, hu hu, gió, hoa chú. Rồi, my god. Cái này bơi sang à, bơi sang hay nhảy trên đó. Các bạn đoán thử xem bơi sang hay là nhảy lên trên đó. Chúng ta đang có 20 vàng, thời gian còn 60 giây, chết 4 và nhận được một gift. À! Trời ơi, chưa lại từ đầu luôn men. Ok. Được rồi, chúng ta sẽ không cần lấy mấy cái đấy nữa. Oh man. Chưa lại từ đầu ai chơi. Oh, wow. Hey, ê! Chưa lại từ đầu luôn men. Oh man, chưa lại từ đầu luôn. Chưa lại từ đầu luôn. Ow! Oh no, không công bằng. No, không công bằng. Trời ơi, cái đó không có lên xe nó luôn. Ôi. Ok, bên này. Chúng ta ok, chứ lại từ đầu thôi mà. Easy, dễ dàng, cuộc sống thì là dễ dàng rồi. Hey. We. Đúng khó luôn. Oh no, 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 no. Ok. Trời ơi. Mình không nghĩ nó sẽ chơi lại từ đầu đâu. Nghĩa là chúng ta nên checkpoint ở đây. Spawn point. Cái map này cũng cũ rồi nên mình nghĩ nó không có cái câu lệnh đó. Hoặc là thằng làm map nó không nghĩ ra. Ok, easy. Các bạn thấy cái mặt mình nó hơi bị mờ. Ok, rồi, ta cùng tiếp. Ui. Rồi, ở đâu nhỉ? À, ở bên kia. Ôi trời, vừa tàu, trên kia có cái gì đó vậy? Trên kia có cái gì? Thấy gió. Easy game, easy. Ôi, tí đổ. Easy game, easy life. Rồi, còn gì nữa không? À, có vẻ như ở đây chúng ta còn thêm một cái... một cái map khá là... À, ow! Ui, ui. Chết thì chết hai lần vậy má. Đây. Hơi bị lắc cái map này, nó hơi bị lắc. Coi. Mình không coi đó. Phim rep map được không? À, đây sử dụng cái vi sinh top. Ôi, cũng vậy thôi à. Map này, đây mình đang chờ 27 FPS. Wow, có vẻ như là do cái này nè. Ok. Ui, trời ơi, mấy Racing Boy đang chạy. Ôi. Ôi my god, tôi quên save rồi. Oh no. Sẽ có một cái giúp cho mình nhảy được. Đâu đây nè. Đâu đây thôi. Hey. À! Cô a! Au! Tại sao? Hồi nãy có một cái giúp mình nhảy được mà ta. Ok. Cái này khó à. Ủa sao cái nào cũng giống nhau vậy? Đây. Ê no! Hey. Ok, checkpoint. Racing boy. Ok, nằm ở chỗ này. Hey. Oh my god. Beam. À. Beam. À. Hey. À. Biết rồi nha, biết. Hey, nhảy quá là qua được.
có được đâu. Hey, ok, yahoo, ok, chúng ta đã qua được tới bên này rồi, chúng ta không thể nào thua được không? Thời gian chúng ta, ôi ôi, 120 giây rồi. À, có vẻ khi nào mà chúng ta chết đó thì nó thời gian nó sẽ bị lùi lại và wow, tự lên cửa game khá là hardcore. You finish dưới 2 phút. Don't forget to post your score. Ok, có vẻ vừa mới cheat. Ok, ôi. Hết rồi hả? Oh my god, hết rồi hả? To replay the map again, jump out of the world. Ok, no. Ở bên kia là cái map gì vậy? Ở bên kia có một cái map nữa mà. Ủa, cái map này nó trong này nó không có cái gì trên đó. Ok, coi trên này có gì không? Mình thấy ở trên kia nó còn một cái map nữa mà sao lại hết nhanh thế? Nhanh thế nhỉ? Ok, mình sẽ game map 1 nha. Ok, không sẽ kêu được. Đây đó, cái map này nó mình bị out focus rồi. Cái map này nó đơn giản vậy thôi. Wow, có rất là nhiều map ở đây nếu bạn thấy. Ok. Có nhiều version, bên kia ver 3, bên này có vẻ như nó là Crossy Road thôi, Crossy Road. Ok, rồi thì mấy bạn thích video này đừng quên để lại cho channel của mình một like và share video của mình nha. Thì mình sẽ bắt đầu làm tiếp video thường xuyên vào từng ngày, mỗi ngày một video vào 6 giờ tối nha. Thì ok, hẹn lại các bạn ở những video sau nhé, bye bye. We'll be right back.